Quý vị đang xem chương trình của Tin Vui Media, tiếng nói của những nhà truyền thông Công giáo. Xin thân ái kính chào quý khán thính giả của Tin Vui Media. Lời đầu tiên, Kim Thúy xin trân trọng gửi đến quý bậc hiền mẫu tấm lòng quý mến nhất. Và Kim Thúy xin kính chúc quý bà có một ngày thật vui bên gia đình, con cháu trong ngày dành riêng cho mình hôm nay, Mother's Day. Người đời vẫn bảo, đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ. Vâng, ai trong chúng ta cũng có một người mẹ rất tuyệt vời. Mỗi bà mẹ là một vẻ khác nhau, nhưng tình thương bao la, vô tận của các bà mẹ dành cho con thì luôn giống nhau. Ngày lễ hiền mẫu năm trước, quý vị đã được thưởng thức bài hát Mẹ ơi, thật cảm động của nhạc sĩ Hải Triều. Và trong chương trình hôm nay, Kim Thúy xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị một bài hát mang tên Mẹ. Một sáng tác khác cũng của nhạc sĩ Hải Triều, rất dễ thương về người mẹ tuyệt vời. Và bài hát này sẽ được trình bày qua tiếng hát của chị Thiên Hương, trưởng ban mục vụ thánh nhạc Tổng giáo phận Los Angeles. Bài hát Mẹ được nhạc sĩ Hải Triều sáng tác trong tâm tình như thế nào? Giờ đây Kim Thúy xin kính mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của chính tác giả. Năm 2000, trong một dịp dự lễ an táng của một người chị rất quý, rất thương, Hải Triều rất là kính trọng anh chị. Thì chị, khi chị nằm xuống, các cô con gái nhỏ trong gia đình chị rất thương nhớ. Và đó là một nỗi mất mát rất lớn cho gia đình đó. Đó là chị Anna. Mình muốn nhắc đến chị bởi vì mình làm bài hát này để tặng cho các con gái của chị hát trước linh cữu của chị và hát trong những dịp dỗ chị. Và các cháu đã làm như vậy để nhớ đến mẹ. Các cô con gái của chị Anna hát với tâm tình rất chân thành và đầy sâu nặng đối với tình cảm của một người con mất mẹ. Cho nên mình viết bài hát này để tặng cho tất cả những ai cũng ở trong tâm trạng của những người con mất mẹ, cũng được an ủi phần nào khi luôn nhớ rằng mẹ mình luôn nhớ đến mình dù đã ở trên thiên đàng. Và xin quý vị cùng chia sẻ những cảm nghiệm về mẹ của những người con trước khi cùng thưởng thức bài hát tâm tình này. Thực sự ra khi nói về người mẹ thì em không thể nào diễn tả được bằng bất kỳ ngôn từ nào. Nhưng mà em xin chia sẻ về một giấc mơ về người mẹ của em, để qua đó nói lên được phần nào về cái tình cảm của em đối với người mẹ của mình. Thì vào một đêm khi em đang ngủ, cách đây khoảng chừng một năm thôi, thì đêm hôm đó em vô tình gặp được một giấc mơ mà có thể nói gọi là ác mộng. Khi trong giấc mơ đó em thấy mẹ của mình qua đời. Và lúc đầu thì em cảm thấy là không có gì để đáng tiếc cả. Ấy thế rồi, nhưng dần dần trong giấc mơ em cảm thấy như khi em đi vòng quanh nhà để gọi người mẹ của mình, mẹ ơi, mẹ ơi. Và em chợt nhận ra rằng từ giờ trở đi mình sẽ không còn được gọi tiếng mẹ như hàng ngày nữa. Và rồi em không biết làm gì, trong giấc mơ đó em cảm thấy khóc rất nhiều. Em đã khóc rất nhiều và rồi em chạy đến, em nhớ lại hình ảnh khi em kêu tiếng mẹ đó, em chạy đến một bức ảnh của mẹ Maria và em kêu mẹ ơi, mẹ ơi. Và vô tình khi mà em vừa gọi tiếng mẹ trong giấc mơ thì em chợt tỉnh giấc.
Và trong lòng em cảm thấy vô cùng vui sướng khi mà được trở lại hiện thực. Và sáng hôm sau khi nhìn thấy hình dáng của người mẹ của em thì em cảm thấy rất là vui và rất là xúc động khi nhìn thấy hình bóng của người mẹ của mình. Và mình cảm thấy rằng giống như là Đức Mẹ đã đem người mẹ của mình sống lại với mình vậy. Và em không thể nào lột tả hết được cái tâm trạng lúc đó. Và em cảm thấy rất hạnh phúc khi ngoài người mẹ sinh thành ra mình thì mình luôn có một người mẹ để gọi, đó chính là mẹ Maria. Và em còn diễm phúc hơn khi được là một thành viên trong gia đình giới trẻ con Đức Mẹ. Và em cảm thấy rằng cho dù đi đâu, dù bất cứ nơi đâu, em cũng sẽ không bao giờ lẻ loi vì luôn có hình bóng mẹ ở bên em. Và đó là một hồng ân lớn dành cho em. Và em cũng muốn nhắn gửi đến tất cả những bạn trẻ, những bạn đang còn những người mẹ, thì hãy biết trân trọng và hãy quý giá cái món quà đó. Mình cũng muốn nói với lại những người mà xa mẹ đó, những người con trai, những người con gái xa mẹ. Các bạn hãy nhớ luôn luôn ở một góc bếp nào đó có mẹ mình. Mẹ mình này ở bên cạnh những cái vật dụng ở trong bếp. Thí dụ như là cái thúng, cái mâm, cái niêu, cái rổ. Đó, mẹ mình với quen thuộc hình ảnh với những vật dụng trong bếp đó. Thì các bạn luôn nhớ rằng tình mẹ ở trong đó đó. Mẹ mình không có mặc váy, mẹ mình không có diện đồ này đồ kia, hay là mẹ mình không sang trọng đi xe này xe kia, nhưng mà mẹ mình là một bà mẹ quê, chỉ ở trong bếp và chỉ mong cho con mình thành tài thành nhân. Đấy, các bạn, những bạn xa mẹ nhớ mẹ nhé, để luôn luôn có dịp gì là trở về với mẹ, trở về với cái gian bếp của mẹ. Mẹ có những cái đó, nhưng trong niêu, trong rổ, trong mâm của mẹ là đầy sự bao dung, từ tâm, yêu thương và nhung nhớ con mình đấy. Và xin các bạn nhớ rằng trong bài hát của mình, mình yêu nhất cái câu là có mẹ là vui. Một bài hát gồm những câu mà 4 chữ, nhưng mình thích cái câu này lắm đó bạn. Có mẹ là vui. Bạn ơi, hãy yêu thương mẹ, hãy nhớ đến mẹ. Đừng để cho đến một ngày nào đó khi mẹ không còn bên mình thì buồn lắm. Mình đã từng nghe nhiều bạn mất mẹ và nói rằng Hải Triều sướng quá, còn mẹ là sướng nhất, còn mẹ là hạnh phúc nhất. Cho nên khi nhìn lại bài hát mẹ này, mình vẫn thích câu có mẹ là vui. Có mẹ là vui các bạn ạ. Con thu từng hạt
con ươm trong bát ngàn hạt thương yêu. Nắng gió vui theo lời yêu dậy mộng nấy nụ hồng dâng nghe trăm bông. Quý vị cũng như Kim Thúy đã có những giây phút thật cảm động, sâu lắng khi cảm nghiệm tình yêu vô biên mà người mẹ hiền đã dành cho con sau khi nghe bài hát Mẹ của nhạc sĩ Hải Triều qua tiếng hát tâm tình của chị Thiên Hương. Kim Thúy ước mong hôm nay mỗi người con sẽ được làm một điều gì đó đặc biệt cho mẹ mình được vui lòng. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành xuống trên các bà mẹ, đặc biệt xin Đức Mẹ Maria luôn nâng đỡ, ủi an các bà mẹ trong đời sống hàng ngày. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại vào tuần sau. Bên bánh nuôi đời, sữa thơm ngọt môi, tiếng cười như suối, có mẹ là vui. Quý vị đang xem chương trình của Tin Vui Media, tiếng nói của những nhà truyền thông Công giáo.